Chào các con, cô là Khánh Hà, giáo viên môn ngữ văn của học bài nhà.com. Video ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt tay vào tìm hiểu những bí quyết để có được những bài văn hay, kể lại chuyện đã đọc hoặc đã đọc nhé. Với dạng đầu tiên của kiểu bài này, kể lại chuyện bằng lời văn của em, các con sẽ làm như thế nào nhỉ? Điều đầu tiên, ngồi kể, các con phải sử dụng đó là ngôi thứ ba. Người kể chuyện là em, một học sinh lớp 6, người đứng ngoài câu chuyện để kể lại. Vì vậy, người kể sẽ biết được mọi sự việc xảy ra xung quanh nhân vật, được xem là người biết tuốt. Vì vậy, có thể kể linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật. Giọng kể sẽ khách quan, không bày tỏ cảm xúc, tình cảm cá nhân trong câu chuyện. Tuy nhiên, phải đưa ra nhận xét về nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện nhé. Ví dụ, với đề kể lại truyền thuyết bánh chưng, bánh dày, còn cần biết được chuyện này kể về nhân vật Lang Liêu, mục đích kể chuyện để cho người đọc biết được tục lệ làm bánh chưng, bánh dày trong dịp Tết và trân trọng giá trị của lúa gạo. Cách thứ hai để mở bài của dạng này, chọn cách vào làm bài trực tiếp. Con có thể giới thiệu chung về chuyện mà con định kể, giới thiệu về sự việc và nhân vật, hoặc vào bài gián tiếp, đưa ra tình huống con gặp phải để kể lại chuyện đó. Ví dụ, với đề bài kể lại truyền thuyết bánh chưng bánh dày vừa rồi, các con sẽ mở bài như sau. Bánh chưng bánh dày là truyền thuyết giải thích về phong tục làm bánh chưng, bánh dày trong dịp Tết Nguyên đán, phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp lúa nước ở vùng đầu giữ nước với thái độ đề cao lao động và đề cao nghề nông. Hoặc con có thể mở bài như sau. Hàng năm, cứ gần đến Tết là gia đình em lại quây quần bên bếp lửa để nấu bánh chưng. Nhìn ngọn lửa hồng của núi bánh, em lại nhớ đến câu chuyện về bánh chưng bánh dày năm xưa. Đó là những bí quyết để các con có thể làm tốt dạng đầu tiên, kể lại chuyện bằng lời văn của em của kiểu bài này nhé. Với cách làm của dạng thứ hai, nhập vai nhân vật để kể lại chuyện, kể chuyện nhập vai. Thứ nhất, con cần xác định được nhân vật này là ai, giới tính, tuổi tác, tính cách, vai trò của nhân vật để sử dụng điểm nhìn, ngôn ngữ, giọng điệu và xưng hô cho phù hợp. Cô lại ví dụ với đề vừa rồi, đó là nhập vai nhân vật Lang Liêu, nhân vật chính của câu chuyện. Con cần bày tỏ được suy nghĩ và sự lo lắng của mình trước yêu cầu của vua cha. Là người trong cuộc, con sẽ biết và giải thích rõ được ý tưởng cho ra đời hai loại bánh. Nếu đóng vai nhân vật vua Hùng để kể lại chuyện, thì khi đó tâm thế của nhân vật sẽ là chờ đợi các món sản vật của những người con và rất là vui mừng khi thấy hai món bánh của Lang Liêu vừa ý mình. Và con nhớ nhé, chỉ khi Lang Liêu kể lại nguyên nhân có được hai món bánh thì người mới biết được chi tiết thần mách bảo. Thứ hai, bám sát các sự việc và trình tự sự việc gắn liền với nhân vật. Thứ ba, các sự việc chính không được phép thay đổi. Và cuối cùng, con hãy sử dụng ngôi kể thứ nhất, mang đậm yếu tố chủ quan. Vì vậy, con không chỉ kể mà còn phải bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật, đồng thời có những nhận xét, quan điểm, quan sát hoặc là miêu tả từ góc nhìn của nhân vật nhé. Ví dụ, với đề thay lời ông lão đánh cá, em hãy kể lại câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, trước mắt tôi lại là túp lều rách nát ngày xưa. Và trên bậc cửa, mụ vợ của tôi đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ. Tôi thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của bà khi bà nhận ra được bài học của sự tham lam và bội bạc. Và với dạng thứ ba, người kể chuyện là người chứng kiến câu chuyện. Còn hãy nhớ tình huống giả tưởng mà con cần tạo ra để kể câu chuyện. Thứ hai, điểm nhìn của con là điểm nhìn của người kể chuyện biết tuốt với ngôi kể thứ nhất. Và thứ ba, hãy bám sát các sự việc và trình tự sự việc gắn với nhân vật. Và đừng quên bày tỏ đánh giá, suy nghĩ, cảm nhận của bản thân qua câu chuyện. Cô sẽ lấy ví dụ với đề sáng nay em cùng mẹ đi chợ, bắt gặp cảnh thầy bói xem voi, em hãy kể lại câu chuyện ấy. Là người đi chợ, trên đường vào chợ,
qua gốc đa, con thấy bốn ông thầy bói mù đang tranh cãi nhau. Khi đó, con cần miêu tả được khung cảnh có những ai, những gì đang diễn ra. Và sau đó, con hãy rút ra được bài học với vị trí là một người sáng mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong kiểu bài đầu tiên của văn tự sự rồi. Để tự tin hơn với kiến thức của kiểu bài này, các con hãy vào trang học bài nhà.com, đăng ký khóa học ngữ văn 6 để luyện tập nhiều hơn nhé. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Học Bài Nhà. Hẹn gặp lại các con trong số tới.